những người miền Nam lúc đó và có gieo buồn đau cho những người miền Bắc không? Chúng ta cũng biết gieo buồn đau cho bao nhiêu người miền Bắc. Nhưng mà chúng ta biết rằng có những người đã nói rằng đáng lẽ là các anh phải giải phóng chúng tôi chứ không phải là chúng tôi giải phóng các anh. Cho nên chúng ta thấy vẫn có những người buồn đau. Cái sự biến cố đã xảy ra biết bao nhiêu năm rồi, trên 40 năm rồi. Chúng ta thấy cái biến cố đó đau thương, nhưng mà chúng ta thấy rằng quê hương Việt Nam chúng ta ngày hôm nay nó có thay đổi nhiều, nhưng mà vẫn còn một cái điều, đó là quê hương Việt Nam của chúng ta vẫn ở dưới chế độ gọi là theo nguyên tắc vẫn ở dưới chế độ cộng sản. Cho nên chúng ta thấy rằng có thay đổi nhiều nhưng mà vẫn ở dưới chế độ cộng sản, và chúng ta vẫn đi tới một cái sự kiên quyết, đó là mong đợi một ngày kia quê hương chúng ta thật sự thanh bình, no ấm, không còn có gọi là cai trị độc tài của Đảng Cộng sản nữa. Đó là điều chúng ta mong muốn. Ngày nay ở Việt Nam có những người ta thấy rằng tôi được làm ăn như thế này, tôi được làm ăn như thế kia, nhưng mà nhiều khi họ quên đi rằng cái điều quan trọng đó là cái gọi là sự tồn vong thịnh vượng của cả đất nước, của cả dân tộc, chứ không phải là cho cái sự phong phú của gia đình riêng của họ. Chúng ta đã ra đi để chúng ta tìm sự tự do. Ông bà và anh chị em, nếu bây giờ tôi hỏi ông bà và anh chị em ở đây bao nhiêu người đã vượt biên để đi tìm tự do, tôi nghĩ rằng chỉ có một phần ba giơ tay nhé. Bây giờ bao nhiêu người đã vượt biên đi tìm tự do, giơ tay cơ này, chưa tới 1/3 đấy. Những người mà vượt biên đi tìm tự do dưới kia, có người đã ở đảo Pulau Bidong cùng với tôi này. Đây, chúng ta thấy rằng chưa được 1/3 nữa. Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng chúng ta đều đặt chân tới cái đất tự do này để chúng ta muốn có một cuộc sống tự do. Cuộc sống tự do, dân chủ, cuộc sống gọi là đi tìm, nghĩ là chúng ta biết không biết kinh tế như thế nào. Ông bà bạn chị em thấy sang bên Mỹ này, kinh tế chúng ta có khấm khá hơn không? Đi làm có mệt không? Đi làm mệt lắm, đi cày mệt lắm. Ông bà bạn chị em thấy rằng nhiều khi chúng ta thấy cuộc sống chúng ta bù đầu bù đuôi, nhưng mà cuối cùng là mua được một cái xe, rồi cuối cùng mua được một cái căn nhà nhỏ. Đây chúng ta thấy rằng biết bao nhiêu chục năm chúng ta sống trên cái đất nước này, chúng ta gọi là tự do, nhưng mà chúng ta vẫn phải vất vả. Cho nên chúng ta thấy rằng cuộc sống trần gian này nó không phải là cái cùng đích của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện trong cái ngày hôm nay cho tất cả những người chiến sĩ đã hy sinh cho chính nghĩa tự do. Chúng ta cầu nguyện ngày hôm nay cho tất cả những người đã bị, những người chiến sĩ đã bị tù đầy và đã chết nơi tù đầy. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người đã ra đi tìm sự tự do nhưng đã không tới bờ bến tự do, đã chết ở nơi rừng sâu nước độc hay là trên biển cả. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người sau khi chiến đấu đã phải mang thương tích, và đã có những người đã phải chấp nhận ở lại quê hương, sống tại quê hương. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người đó. Và chúng ta cầu nguyện cho chính chúng ta nữa, để chúng ta biết đoàn kết yêu thương nhau. Chúng ta luôn luôn chiến đấu vì lý tưởng tự do. Chúng ta xin Chúa để Chúa ban cho quê hương của chúng ta, Việt Nam chúng ta, một ngày kia sẽ không còn bóng dáng của cộng sản. Chúng ta đã ra đi và chúng ta đã thấy rằng hai chữ tự do chúng ta trả một cái giá rất là lớn. Nhưng mà chúng ta muốn sống tự do, chúng ta không muốn sống trong cái sự nô lệ, ách nô lệ của cộng sản. Và tại sao hai chữ cộng sản nó trở thành hai chữ làm cho chúng ta cảm thấy đau buồn? Bởi vì chúng ta thấy rằng hai chữ cộng sản nó đã gắn liền với gọi là cái chữ gông cùm, cái chữ độc tài, cái chữ độc ác, cái chữ tàn bạo. Cho nên chính vì thế mà chúng ta vẫn sợ hai chữ cộng sản, và chúng ta phải tranh đấu để hai chữ cộng sản nó sẽ không còn ở trên bất cứ quốc gia nào ở trên thế giới này nữa. Ngày hôm nay chúng ta cùng với tất cả những người Việt Nam
cầu nguyện cho quê hương trong dịp 30 tháng 4 này. Chúng ta xin Chúa chúc phúc lành cho tất cả mọi người chúng ta, và xin Chúa luôn luôn gìn giữ tất cả mọi người Việt Nam chân chính ở quê hương cũng như hải ngoại, luôn luôn tranh đấu bất chấp những khó khăn để tìm cho dân tộc của chúng ta cái sự tự do, cái sự an bình chính đáng. Chúng tôi phải xa quê hương, xa đất nước, và ngày 44 năm nhìn lại thì tất cả dân tộc Việt Nam từ Nam đến Bắc đang sống trong đau khổ, trong ngưỡng ngục tù Cộng sản. Và ngày hôm nay chúng tôi rất xúc động và rất cảm ơn Trung tâm Công giáo tổ chức ngày tư điểm này. Tất cả những người may mắn còn sống được ngày hôm nay, chúng ta hướng về quê hương, hướng về những đồng đội của chúng ta, hướng về những người đã hy sinh để bảo vệ Việt Nam chúng ta, để một lời cầu nguyện để cho những người đã khuất được sớm được hưởng nhan thánh Chúa, được hưởng về những nơi mà người đó hạng mong ước. Và những người còn sống ở đây, chúng ta luôn luôn nhớ đến ngày quốc khánh ngày 30 tháng 4 để ghi khắc trong lòng, đó là ngày mà hận thù nhất của chúng ta, luôn luôn nhớ, không bao giờ quên ngày 30 tháng 4. Tưởng rằng con dân Việt Nam đang sống, sẽ sống một nền hòa bình, ấm no, hạnh phúc, và cùng nhau chúng ta bắt tay xây lại cuộc sống mới. Nhưng 44 năm nhìn lại, ngày quốc khánh 30 tháng 4 1975, toàn bộ từ Bắc chí Nam, chúng ta vẫn còn nằm trong cái chế độ độc tài cộng sản, và đất nước của chúng ta sẽ dần dần rơi vào tay Trung Quốc. Chủ quyền kinh tế, chủ quyền đất đai, chủ quyền biển cả, sông ngòi đang, họ đang âm thầm thao túng đất nước của chúng ta. Và gần nửa thế kỷ trôi qua, có biết bao nhiêu nỗi buồn xảy ra trên quê hương, những giọt nước mắt đắng cay chua xót đang làm cho gần 100 triệu người đồng bào hải ngoại cũng như trong nước. Và chúng ta đã cảm nhận được cái đau thương, cái ngậm ngùi trôi theo dòng bệ mệnh thân phận của một dân tộc, và lúc nào cũng lo, lúc nào cũng sợ hãi, không biết lúc nào sẽ rơi vào tay Trung Quốc.
và chúng ta, kể cả chính quyền, kể cả những người lãnh đạo bất lực, nhìn chúng từ từ ra tay một cách tinh vi, tàn nhẫn vì sự yếu hèn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vâng, nhân ngày lễ cầu nguyện cho quê hương, kỷ niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4, cha giáo đốc Trung Công giáo Trần Văn Kiểm, ban chấp hành cộng đồng, chúng con xin chân thành cảm ơn cha giám đốc, cảm ơn phải khó tế, quý quan khách, quý ông bà và anh chị em, nhất là ca đoàn, vui mừng và hy vọng đã cho chúng ta những tiếng hát thật là đầy lòng thương yêu của Chúa và rất ý nghĩa trong ngày 30 tháng 4. Và xin chúng con cũng xin và toàn thể cộng đồng dân Chúa đã giúp chúng con hiệp dân thánh lễ và cầu nguyện, xin Chúa nhân từ thương xót dân tộc Việt Nam và xin cho chúng con thoát khỏi chế độ cộng sản vô thần, một chế độ không có lương tâm và tình người. Cái chuyện đầu tiên là kính thưa quý vị, chúng ta tưởng nhớ tất cả các chiến sĩ đã bỏ mình vì đất nước, các quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quân dân cán chính cũng như tất cả những người đã bỏ mình vì tự do. Điều thứ nhất, chúng ta không bao giờ quên được cái gương anh dũng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, một quân lực có thể nói là thiện chiến nhất thế giới. Chúng ta bị bỏ rơi thì chúng ta thất trận là tại đó, nhưng mà cái gương tưởng tức của những anh hùng không bao giờ quên được. Điều thứ nhất, chúng ta xin ơn trên để phù trì cho tất cả những cái linh hồn này, cũng như tất cả những người chết ngoài biển khơi, tất cả chết tự do trong trại tù cộng sản. Chúng ta cũng không quên tri ơn, cầu xin ơn Chúa phù trợ tất cả những gia đình đã hy sinh cho những người con, cho đất nước. Và chúng ta cũng cầu nguyện luôn luôn cái gương sáng này luôn luôn còn lại cho chúng ta và cho con cháu chúng ta. Chúng ta có bổn phận cầu nguyện và chúng ta có bổn phận để mà ghi nhớ, truyền lại những cái bài học dũng cảm này cho thế hệ mai sau. Và chúng ta hứa với chúng ta rằng chúng ta phải sống cho xứng đáng với cái sự hy sinh của những người này. Xứng đáng như thế nào? Chúng ta phải sống để duy trì cái truyền thống tranh đấu anh dũng và chúng ta tranh giành tự do và bằng sự thật. Hơn nữa, chúng ta thất trận không phải tại chiến trường, tại vì những chiến trường chúng ta đa số là hết đạn mà thua thôi. Chúng ta thất trận là bởi vì chúng ta thất trận tại Washington, chúng ta thất trận là tại vì những tờ báo và những media fake news. Bây giờ nếu mà chúng ta tin fake news, tức là chúng ta không có sống cho xứng đáng và chúng ta phản bội lại cái sự hy sinh của những anh em chiến sĩ, những người anh hùng này hy sinh cái tự do để chúng ta có được ngày hôm nay. Và chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ những chiến sĩ anh hùng và gia đình của họ và truyền bá cái này lại cái truyền thống tranh đấu của dân tộc cho thế hệ mai sau.